Rồi hello, xin chào cô chú chị đã chăn nuôi bánh tre hai ba ngàn hàng một cái, hàng con cái bơ bơ với cái kem nè. Thì mời cô chú xem nội dung hết cả ý mua liên hệ cho em ha. Đây thì trước mặt chúng ta là hình ảnh hai con bò cái, hai con cái kem thì chiều cao đo 1m1, cái bà bê chiều cao đo 1m12 ha chú anh chị. Cái kem mà sẽ tất nghiêm chỉnh dòng một nha, đó sái lưng nè cô chú, thấy không đó, sái lưng nghiêm chỉnh nha. Con kem này là kem Pháp nha, mỏ đỏ nè, chân cẳng nè, không lúng miếng cô chú chị thấy là đúng đó không, nhưng sao là không có bú ép xe xuống lúng xuống đường gì hết ha. Đó, thằng lúng quá. Quà to nghe. Đó. Đó. Đó, vú bốn vú hen chung chị. Đây. Rồi đến bà bê. Bà bê này cũng dòng một nhưng mà tại bỏ bê nè, hơi lông la lông hay xù xù ha. Ha. Lông dài con này thì mình thúc lên, thúc lên nè. Nó đụng lông này, lớp lông này đó là nó mướt lại chứ chú vị. Bà bê thì sái nó hơi trộm dai chút ha. Đây. Chân cẳng nè. Thì cô chú anh chị nào muốn mua một con thì em phân la hết luôn ha, gọi em phân la cho ha. Bà bê cũng lúng miếng bài bản của chú vị, lông máu. Bơi lông nó hay xăm xăm chởm dài dài chưa lụng ha, nay nó lụng lên tới cổ rồi, nuốt lại thấy không đó. Bơi bơi chiều cao 1m12 bò ha. Đó vậy hai bò này ở nhà bán giá là 24.500.000 đấy. Thì cô chú chị nào gần xa ưng ý mua thì liên hệ cho em ha. Đây bò quay tầm xa vậy cho cô chú nhìn thấy rõ ha. Đó con cao 1m1, con cao 1m12 đít thấy không. À, cực kỳ đúng không? Đúng của nó là không? Đây, cái kem sẽ tất nhiên chỉnh đầu trụi, hai con đầu trụi hết nha. Đó, cái kem ha. Cô chú anh chị nào thấy ưng ý mua nào liên hệ cho em ha, hai bò này đó. Nếu mà mua một con cái kem á, thì con kem thì 12.500.000 ha. Còn con kia còn lại là 12 triệu, con 12.500.000, con 12 triệu ha, còn một cặp thì 24.500.000 ha chú anh chị. Thôi cô chú anh chị nào ưng ý mua thì liên hệ ha, mua một cặp thì bán hết ha, mua một con này cũng bán con luôn, con bê 12 triệu, con kem thì 12.500.000 ha ha. Chân cẳng nè, đây cô chú anh chị thấy cực kỳ ha, hai con đẹp ha. Mong cô chú chị mình thấy ưng ý mua liên hệ cho em, xuống thoại em để lên màn hình nào. Đầu trụ hai con này là đầu trụ sái, mặt mày nghiêm chỉnh, lưng dai nghiêm chỉnh ha, kem lưng dai là cô chú như thế không. Rồi để tiếp tục hình ảnh hôm nay lên hai con bò đực kem Pháp ha. Đực kem Pháp nè. Con này chiều cao 1m12, 1m13, hai con dao động khoảng 1m12, 1m13 để xuống ha chú anh chị. Đó. Hai đực kem Pháp ha. Chân cẳng là hoàn thiện, không có bú xe xuống lúng xuống lụt gì hết nè. Thấy không? Đó, đèn dậu của nó nè. Hai con. Đích hai con là phát thanh được kem Pháp ha. Chân cẳng của luôn chị thấy không? Đó. Đó. Hai ngồi là thả là cho nên em quay cái cọt là không được nên mới thả rồi quay ha.
chưa khớp mỏ hay chưa anh chị. Rồi thì hai bò đặng chủ nhà bán giá là 36 triệu ha. Thì đối với 36 triệu thì còn còn thương lượng chút xíu tiền xe cô chú gì gì đường xa ha, đất đời đất ha. Bò quay tầm xa vậy là cô chú nhìn thấy ha, hai bò tầm 6 tháng tuổi rồi cô chú chị. Đó, đường dài nè ha. Đây. Cực kỳ ha, đít nè. Đó. Đây. Thì cô chú anh chị mình thấy ưng ý mua liên hệ cho em ha. Hai gọi nhắc lại hai gọi giá tiền là 36 triệu, cũng còn chăm chế chút xíu tiền xe ha chú anh chị. Đây. Đó, đít nè. Đây ha. Chân cả là hoàn thiện hết, không có bú bắp xe xuống đúng chỗ luộc gì hết. À, thả đi lỏng nhỏng ha. Đây. Đó, hình ảnh nuôi hai con ha. Hy vọng cô chú anh chị mình thấy ưng ý mua liên hệ cho em ha.